Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Ngoái sẽ quay một cái dự án mới đối với khách hàng ở vị trí làm ở khu vực quận Hà Đông hoặc là làm ở trên khu vực Thanh Xuân Nguyễn Trãi. Căn nhà này diện tích là 37,3m² trên sổ đỏ. Mặt tiền của ngôi nhà là 5m3, mặt hậu 5m35. Hướng nhà là hướng đông nam. Thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Ngõ trước nhà ô tô có thể lùi vào tận cửa nha quý vị. Như thực tế quý vị nhìn thấy ở đây, với căn nhà này 4 tầng thì toàn bộ cái phần mặt tiền của ngôi nhà được chủ nhà đã ốp đá hoàn toàn cho mình rồi. Và với cái căn nhà này thì đã hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về ở ngay. Vị trí cụ thể nó thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ vị trí của cái ngôi nhà này, như thực tế Ngọc Ánh vừa chia sẻ, ô tô gọi là đỗ trước cửa. Và với cái căn nhà này đi ra tới trục đường quốc lộ 6, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 150m thôi. Đi lại giao thông vô cùng thuận tiện. Từ vị trí căn nhà này cách với bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 4,5km. Cho nên là đi lên tới cái trung tâm Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 7km thôi mọi người nha. Mời mọi người theo em vào cụ thể căn nhà. Với căn nhà này thì phần hoàn thiện đã gần như xong xuôi hết, chỉ việc dọn đồ về ở ngay. Mặt tiền của ngôi nhà thì được ốp đá granite. Với cái phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là bên ngoài là một lớp cửa, toàn bộ là cửa sắt sơn tĩnh điện quý vị nha. Và mời mọi người theo em vào cái phần tầng 1 cụ thể của cái căn nhà này. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Căn nhà này vuông vắn, diện tích cũng rộng 37,3m. Giá chào bán 2 tỷ 300 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với lại anh chị quý vị nào có nhu cầu. Với cái căn nhà này thì quý vị có thể vay tối đa được 70% giá trị nhà. Cho nên mọi người có thể cân đối, nếu như mà muốn vay ngân hàng thì liên hệ ngay với Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho cô chú hoặc là anh chị nhá. Ngoài cái phần cửa chính của ngôi nhà thì ở đây chủ đầu tư thiết kế thêm một cái cửa phụ đó, cửa sổ phụ, và có hai lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm kính và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện, đảm bảo cái tính thẩm mỹ, an ninh, an toàn trong ngôi nhà. Ngoài ra, phần Ngọc Ánh đang đưa ở đây nó chính là phòng bếp rất là rộng nha quý vị. Đó. Với cái căn nhà này 37,3m, Ngọc Ánh nhấn mạnh và đọc đúng với cái thông số trên sổ đỏ của cái căn nhà này cho quý vị. Đó là mặt tiền 5,3m và mặt hậu 5,35m. Nhà này nở hậu mọi người nhá. Toàn bộ cái phần hoàn thiện mà khu bếp này thì đã được hoàn thiện xong hết rồi. Với cái phần tủ bếp thiết kế là tủ gỗ ăn cường. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá đen granite. Phụ kiện bếp đi kèm chất liệu toàn bộ là sử dụng chất liệu inox 304. Nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong xuôi hết riêng biệt, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay quý vị nha. Đó. Đây, nước đây. Điện thì đã có sẵn rồi. Và cái phần phòng khách của ngôi nhà thì ở trên video mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Chủ đầu tư thiết kế hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện, có để sẵn ở đây cho mình một cái móc trần treo quạt trần. Đó, phần gạch rồi là nói tóm lại là phần sơn xong xuôi hết rồi. Ngôi nhà này diện tích rất là rộng, chủ đầu tư thiết kế cũng rất là hợp lý. Đó. Như quý vị nhìn thực tế nhá. Đấy, từ phía đầu căn nhà cho tới cuối căn nhà, ở đây có cửa sổ thông thoáng hướng ra bên đằng sau này. Tiếp theo, phần tầng 1 có nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây thì nói chung là đáp ứng đầy đủ cái công năng về bồn cầu cũng như là cái vòi xịt, vòi rửa và cái hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà quý vị nhé. Ngọc Ánh review rất là chi tiết, rất là cụ thể và chân thực về cái đường ngõ cũng như là cái khoảng cách đi từ đâu đến đâu. Nếu như quý vị mà muốn tìm hiểu thêm, biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa thì cứ vui lòng gọi điện, Ngọc Ánh có thể tư vấn giúp quý vị để chọn lựa cho quý vị những cái căn nhà ưng ý, những cái vị trí bất động sản hợp lý nhất nha. Tiếp theo, mời mọi người theo em lên khám phá tầng 234 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào. Cô chú anh chị ơi, với cái thiết kế tầng 2 của ngôi nhà thì trước khi mà Ngọc Ánh giới thiệu vào tầng 2 thì sẽ nhắc lại với quý vị về cái toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế toàn bộ là gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc cầu thang thì ở đây là ốp đá granite mọi người nha. Và cái thiết kế của tầng 2 như sau, khi mà vừa bước chân lên cầu thang thì cái ngôi nhà này thiết kế, chủ đầu tư thiết kế cũng khá là hợp lý, với một cái phòng vệ sinh gọi là rộng thanh thang và một cái căn phòng ngủ thì phải nói luôn là chất mọi người ạ, vuông vắn, rộng rãi. Riêng cái căn phòng ngủ này thôi nó là khoảng hơn 20m rồi, vuông vắn không ạ? Đó, mọi người có thể nhìn thực tế trên video nhá. Thiết kế hai cửa sổ hai bên,
ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa lắp đặt đầy đủ, hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, phần gạch lát nền. Với cái khoảng không nó đã rộng rồi mà chủ đầu tư lại thiết kế cái màu sơn cũng như là cái màu gạch nó rất là sáng, cho nên mà cái không gian phòng nó rất là rộng mọi người ạ. Và cái hướng nhà đông nam thì phải nói thật luôn là nó rất là mát đó. Mùa đông thì ấm mà mùa hè thì mát. Quý vị là anh chị nào khó tính đến mấy chăng nữa thì cái hướng đông nam nó thật luôn là quý khách hàng của em chọn lựa rất là nhiều. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ rất là chắc chắn. Đây, chi tiết luôn mọi người ạ. Cho nên là mọi người xem video của Ngọc Ánh thì có thể tưởng tượng luôn từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của căn nhà thì ngôi nhà này thiết kế như thế nào, có phù hợp với lại cái tiêu chí chọn lựa nhà của quý vị hay không. Và đây là phần phòng vệ sinh tầng 2. Đây mọi người ơi, rộng lắm luôn ý. Phòng vệ sinh tầng 2 thì được chủ ốp toàn bộ cái gạch 30-60 lên gần tới trần này. Và cái căn phòng nào cũng có đầy đủ cửa sổ thông thoáng này, bồn cầu liền khối này, rồi là hệ thống sen kê tắm nóng lạnh này, lavabo này, đó, đáp ứng đầy đủ cái công năng cho quý vị sử dụng. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó. Ngoài ra thì ở đây chủ đầu tư có để một cái khoảng không này rất là rộng quý vị nha, đáp ứng cái công năng tùy mục đích sử dụng của mỗi người. Và mời mọi người theo em lên trên tầng 3, 4 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế khác biệt hoàn toàn so với tầng 2. Ở đây chủ đầu tư thiết kế là một tầng chia hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Mời mọi người theo em vào phía căn phòng ngủ tiếp theo. Đây, ở trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Nói chung với cái không gian của cái căn phòng ngủ tầng 2 nó rất là rộng, thì lên trên tới tầng 3 chắc chắn nếu như mà chia hai phòng thì nó sẽ thu hẹp lại cái khoảng không gian phòng mọi người ạ. Tuy nhiên thì vẫn cứ là đáp ứng được đầy đủ cái công năng cho mọi người sử dụng. Căn phòng này vẫn rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất tất cả mọi thứ. Đó, cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, cũng như là hệ thống trần thạch cao, cửa thông phòng, nói chung ok. Và từ vị trí ngôi nhà này thì Ngọc Ánh chia sẻ rồi, nó ra tới quốc lộ 21 rất là gần, nó chỉ khoảng tầm 150m thôi. Đây, nhà vệ sinh tầng 3 đây mọi người ơi. Đó, nhà vệ sinh tầng 3 đây, đáp ứng đầy đủ công năng cho mỗi hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Ngoài không hề bật điện đâu, nhưng mà cái ánh sáng đây cũng như là rất là thoáng mọi người ạ. Đó, cái căn nhà này thì đường ngõ trước nhà rất là rộng, rất là thông thoáng. Tiếp theo, căn phòng ngủ ở trên tầng 3 đây. Như vậy, lên trên tới tầng 3 của ngôi nhà là có 3 cái căn phòng ngủ riêng biệt rồi. Đó, đầy đủ hết, cái cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Hướng nhà là hướng đông nam, đi từ cái vị trí ngôi nhà này ra tới bến xe Nghiên nó khoảng tầm 4,5 km quý vị nha. Đi lại giao thông cũng rất là thuận tiện, nó cũng rất là dễ tìm bởi vì nó nằm trên một trục đường thẳng, nó không bị vào ngõ ngách quá nhiều quý vị ạ. Và mời người theo em lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà, vừa bước chân lên đây mọi người ơi, ngập tràn ánh sáng luôn, ánh sáng bên trái, ánh sáng bên phải, nói chung là cả một cái tầng 4 này nói chung là rất là thoáng. Với cái không gian tầng 4 thì ngôi nhà này thiết kế như sau. Ở phía Ngọc Ánh vừa bước chân lên cầu thang, ở đây có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đồng thời đây là cái khu vực để máy giặt quý vị ạ. Đây này, cấp nước vào này, rồi là ổ điện này, nói chung là chỗ này là khu vực để máy giặt. Và đây là phần sân phơi, đây là phần sân phơi của ngôi nhà, rất là thoáng quý vị nha. Đó, rất là thoáng. Đấy, mọi người thấy sao ạ? Mọi người thấy cái ngôi nhà này thiết kế có hợp lý hay không? Thì mọi người có thể để lại phần bình luận ở dưới để Ngọc Ánh có thể đọc bình luận của mọi người, góp ý của mọi người nha. Đây là phần phòng thờ ở phía tầng 4 của ngôi nhà. Với cái không gian phòng thờ này thì thực ra ấy, như Ngọc Ánh cũng có rất nhiều quý khách hàng chia sẻ là thực ra thì có thể có những người có nhu cầu phòng thờ riêng, có những người thì lại để cái ban thờ ở dưới tầng 1. Bởi vậy cho nên là cái phòng này cũng có thể để phòng riêng, đáp ứng cái công năng sử dụng mục đích riêng của mỗi hộ gia đình. Bởi vậy cho nên Ngọc Ánh vẫn cứ chia sẻ là với cái căn nhà này 4 tầng thì có 4 phòng riêng biệt mọi người nha. Mọi người có thể cân đối sắp xếp cũng như là cân đo đong đếm cái quãng đường đi này, nó có phù hợp với mình hay không, đi làm như thế nào, giá cả. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm sâu hơn, thông tin hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng gọi điện ngay cho Ngọc Ánh để có thể biết thêm những thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa nha. Bên Ngọc Ánh hiện tại có một căn nhà giá rất là hợp lý, đó là căn nhà cấp 4 tại tổ 14 phường Nghiên Nghĩa, quận Hà Đông, giá chỉ 1.450.000 thôi. Mọi người muốn biết thêm thông tin vui lòng gọi ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0953 013 403 hoặc
0888041414. Em chỉ dùng duy nhất hai số điện thoại này thôi mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh Bất Động Sản Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.